Pháp hội niệm Phật A Di Đà, viện chuyên tu. Đại đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về sức lực, tâm lực và nghiệp lực. Thời gian ngày 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 29 tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng tại viện chuyên tu, kính bạch chư tôn đức tăng trình chùa Quán Thế Âm và quý Phật tử hiện diện cũng như đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay ngày 29 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 29 tháng 4 năm Nhâm Dần, Giáo Nhàn có cái buổi nói chuyện giảng những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, nói về cái đề tài đó là sức lực, tâm lực và nghiệp lực. Nói cho đủ thêm đó nữa là sáu cái lực mà trong văn sao Tổ sư Ấn Quang hay nói, đó là Phật lực, Pháp lực, tự tánh công đức lực, sức lực, tâm lực và nghiệp lực. Tuy nhiên hôm nay chỉ nói ba cái điều, đó là sức lực, tâm lực và nghiệp lực. Dạ, Di Đà Phật. Thường cái bản chất của con người chúng ta, cái gì nó có hoặc giả nó thừa mình không quý, chỉ trường hợp bắt đầu nó thiếu, nó mất rồi mình sẽ quý. Đó là nguyên tắc chung. Từ tiền bạc cho đến sức khỏe, cho đến thân mạng, cho đến của cải vật chất, cho đến người thân ở bên cạnh mình cũng thế. Hôm nay chúng tôi nói về cái sức lực, tức là sức khỏe của con người mình. Vì mình không điều chỉnh được cái sức khỏe của mình, khi mình mệt, mình đau bệnh, thân thể mình bất an, khó chịu, mình phải đi nhờ bác sĩ. Trong văn sao, Tổ sư Ấn Quang nói đôi khi bác sĩ thầy thuốc gây ra bệnh. Điều này rất là ngộ. Thường họ cho mình uống thuốc là hay kêu mình uống thuốc bắt thử 5-10 thang xem sao. Họ uống thuốc tây này rồi vài bữa xét nghiệm lại, họ vẫn thử thôi. Họ vẫn thử. Và thử thì đôi khi bác sĩ thầy thuốc gây ra bệnh, và chính mình tạo ra bệnh. Có hai cái điều tạo ra bệnh, đó là thầy thuốc gây ra bệnh và bản thân mình gây ra bệnh. Hôm nay chúng tôi nói về cái sức lực, tức là cái sức khỏe của mình rất là quan trọng. Thường mình gặp nhau là mình hỏi khỏe không, đúng không? Thì cái điều mà Tổ sư Ấn Quang nói rằng đem cho người ta cái cuốn sách giúp lại cho họ được sức khỏe trường thọ, đó là cuốn sách Thọ Khang Bảo Giám. Đó là cuốn sách mà trong Bộ An Sĩ Tần Thư là Dục Hải Hội Cuồng. Đó là cái cuốn sách Bảo Thân Tiết Dục. Trong cuốn sách Bảo Thân Tiết Dục nó xuất sắc hơn hai cái cuốn sách Dục Hải Hội Cuồng với là Thọ Khang Bảo Giám. Thì Tổ sư Ấn Quang rút một số những cái tinh yếu ở trong này ra làm thành một cái cuốn sách, đó là Bảo Thân Tiết Dục. Hôm qua chú Đức ở Hà Nội, chú vô chú kêu con mới đọc cuốn sách này hay quá. Sách Bảo Thân Tiết Dục nằm chung trong một cái bộ, đó là Giáo Dục Gia Đình chúng tôi in ra. Bởi vì cái sự hiểu biết của mình để mà nuôi dưỡng một cái thân này khỏe mạnh, thực sự mình chưa đủ cái kiến thức và chưa đủ kinh nghiệm để mình làm.
hoặc giả đôi khi mình biết để mà mình làm nhưng mà mình không cưỡng lại nổi cái nghiệp. Ví dụ như là ăn chay là nuôi dưỡng thân thể mạnh khỏe, ít đậu bệnh, nhưng mà mình không cưỡng lại được cái nghiệp thèm khát thịt chúng sanh. Đúng không? Đôi khi mình biết rằng bớt cái chuyện vợ chồng ăn nằm quan hệ về tình dục thì nó sẽ có sức khỏe. Biết như vậy nhưng mà mình vẫn làm vì mình không cưỡng lại nổi cái nghiệp ái. Khi mình dụng công, mình công phu, mình niệm Phật mà nó không đột phá được, sức công phu kém, không đủ thời lượng. Mà thêm đó nữa, mình không đọc những cái lời răng dâm, răng dạy mình về cái chuyện tai hại, cho nên nó không có đi vào trong cái tâm thức của mình, nó tạo thành một cái năng lượng bảo tồn cơ thể. Và ý niệm thường khởi lên dục vọng quá mạnh, nó chế ngự toàn bộ thân tâm. Không nghe người khác răng nhắc, không đọc sách, không công phu, thì toàn bộ thân tâm của mình giao hết cho nó. Mỗi khi mà ngồi đây để nghe chúng tôi nói ra cái điều này thì thực sự đây là một tài sản quý giá, đây là một cái pháp môn trường thọ, đây là mình được một cái sức khỏe. Cho nên Tổ sư Ấn Quang Ngài nói đến cái sức lực mà Ngài không dùng cái từ sức lực cho mình dễ hiểu, mà Ngài nói là giữ gìn thân thể khỏe mạnh bằng cách bất dục. Bảo thân tức là bảo vệ cái thân này. Cái thân này là một cái tài sản vô giá, có thể mình kiếm ra tiền được, nhưng mà khi mình chết tiền không thể mua nó lại được. Khi mình bệnh nhiều lúc tiền không mua lại được, không đem lại sức khỏe được, vì cái bệnh mình quá cùng cực nặng, là ung thư, là bại não, không thể mua, không chữa được. Nhưng con người của mình thường chạy theo cái ảo ảnh, thích những cái gì phù du ảo ảnh, sáng còn tối mất. Mà trong khi đó sức khỏe của mình để cho nó có một cái sức khỏe tốt để mà duy trì thọ mạng kéo dài thì mình quên nó đi. Bởi vì mình đang khỏe cho nên mình quên nó đi, không quý. Đó, hồi nãy chúng tôi nói cái gì đang có, sức khỏe đang có thì mình không có quý nó. Khi nó bệnh hoạn, khi bắt đầu nó yếu đuối rồi đó, thì cũng như là cái người mà cái khí lực, tức là hơi thở của họ thiếu, mà họ vô, họ chụp oxy vô rồi họ mới thấy hơi thở quý. Mà cái sức lực thì nó phụ thuộc nơi hai cái lực, đó là khí lực và tinh lực. Chúng tôi rút trong văn sao ra, ông Tổ thường nói tôi không có tiếp khách nhiều, tôi không có giảng nhiều, bởi vì nó hao tổn khí lực, hao tổn tâm lực. Thấy chưa? Về cái việc mà để cho mình nuôi dưỡng lại được cái thân thể mình khỏe đó, thì hai cái điều phải lưu tâm. Thứ nhất là hơi thở, thường phải bồi bổ cho nó. Như vừa rồi để chúng tôi đọc cuốn sách Thọ Khang Bảo Giám, hay quá, tuyệt, rất hay. Có trích ra một số những cái đoạn rất là xuất sắc, mà mình đọc qua mình thấy xuất sắc rồi, mình đọc lại càng xuất sắc hơn nữa. Có chép ra đây chúng ta thêm bên đọc. Thì khi đọc đó thì mình quên hơi thở. Tự nhiên nhớ lại thầy tánh thầy lúc trước, thầy áp dụng cái hơi thở bằng cách là thầy vừa đọc sách mà vừa hít thở. Đọc bằng tâm, hít bằng mũi, thở bằng mũi. Đọc bằng tâm, lấy con mắt với cái tâm của mình để đọc. Còn cái hơi thở nó theo đường mũi mình, nó vô sâu nó ra. Mới đầu hít nhẹ nhưng mà cái tâm lực mình đọc vào nó mạnh rồi đó. Tâm lực mình có nó mạnh rồi đó, bắt đầu hơi thở nó xong. Để đi. Có nhiều người hơi thở ngắn họ niệm một hơi được có 2-3 câu niệm Phật. Cái người hơi thở dài tức là tâm lực họ mạnh thì họ niệm được 10 câu hoặc là 12 câu. Hai cái lực này thực sự rất là quan trọng mà người ít quan tâm đến. Một là thân thể mạnh khỏe, mình thấy khỏe quá, mình đi ra mình làm, mình nói đủ kiểu hết trơn, ăn chơi rồi không biết giữ gìn cơ thể rồi bắt đầu nó mệt xuống. Tâm lực mình nó bắt đầu nó mệt mỏi, không biết cách nuôi dưỡng tâm lực lại. Cái thân mình cũng không biết cách nuôi dưỡng luôn. Thì bây giờ phải làm gì? Lấy bộ sách gói đầu giường, 3 bộ sách Tổ sư Ấn Quang giới thiệu. Dục Hải Hội Cuồng trong An Sĩ Toàn Thư. Cái này phải in một cuốn sách này riêng ra. Để chung một bộ dày quá, nhiều lúc người ta đọc không nổi. Thọ Khang Bảo Giám, Bảo Thân Tiết Dục. Bảo Thân Tiết Dục hay. Ngài vừa nói cái cách gìn giữ cơ thể, mà vừa nói cái đạo lý của vợ chồng, mà vừa nói cái phương pháp để hóa giải trong đó nữa. Rất hay.
bây giờ cái thân thể mình tạo thành một cái sức khỏe thì bây giờ mình phải làm từ cái căn bản nào? Thứ nhất vẫn là cái việc ăn chay. Tổ sư Ấn Quang đề xướng khuyên một người ăn chay, người thứ nhất khuyên người thứ hai, người thứ hai khuyên người thứ mười, người thứ mười khuyên người thứ 50, thì cái người thứ nhất này có một cái sức khỏe. Do mình truyền miệng, do mình tuyên thuyết, do mình in sách, do mình khuyến khích, do mình khích lệ những người khác, thì mình có một cái phước báu lợi tha. Bên cạnh đó thực sự mình phải ăn chay. Đơn giản đúng không? Nghe nói đừng ăn chay đơn giản để mà học cái phương pháp mà mình nấu để mình nuôi dưỡng được cái thân thể của mình, phải có một cái thời gian nghiên cứu trong đó để mình ăn sao cho nó đủ cái sức khỏe. Cái những lúc cơ thể mình nó đủ chất, nó dư chất thì chiều cơ thể mình không ăn. Có những cái lúc cơ thể mình nó thiếu, nó không có đủ thì có thể là sáng mình ăn, trưa mình ăn, đừng quá no. Tổ sư Ấn Quang em nói đừng quá no, dầu là ăn chay nếu ăn quá no cũng bị đoạn thọ. Và cái sức khỏe mình bắt đầu nó xuống, mình lắng nghe cơ thể mình thấy cái sức khỏe mình xuống thì chiều mình thêm một miếng cháo cho trong đó. Hôm trước chúng tôi đề xuất là không ăn chiều, đúng không? Nhưng một số người và bản thân chúng tôi làm việc quá nhiều và 2 giờ khuya bắt đầu dậy tu rồi, cái bắt đầu nó xuống từ 81kg còn 71-70kg, bắt đầu cơ thể nó ốm, bắt đầu là cái sức khỏe nó xuống, thì có thể chiều mình thêm một miếng cháo, một miếng bột gì đó để cho cái cơ thể mình có thể là nó đủ cái sức. Nhưng đừng có cho nó quá, bởi vì cái việc ăn chiều mà nó quá thì nó tạo thành cái dục vọng. Nên nhớ như vậy, buổi sáng ăn là nó bổ cho bộ não, trưa ăn là nó bổ cho toàn thân, chiều là nó cho cái khí huyết. Cho nên người ăn chiều nhiều, người ta không vận động và họ ăn thịt, ăn thà, ăn chất bổ nhiều quá thì nó sung cho cái khí huyết. Cái tinh lực và khí huyết nó sung lên thì con người của mình phải đi đòi hỏi chị dâm dục. Cộng vậy là cái tâm lực của mình không có cái pháp để mà nó kiềm chế nó thì mình không có ai cưỡng lại nó, không cưỡng lại được. Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói 80% bệnh và mất mạng là do cái chuyện mình không giữ được cái thân thể bằng cách quá ham muốn. Mà cái ham muốn Ngài nói vẫn là ham muốn sắc dục. Nhưng mà trong kinh Ngài nói về cái ham muốn ngũ dục, tức là 5 cái thứ mà nó làm cho con người của mình phải là điêu đứng, là tàn tạ, là xấu xí, là sự nghiệp mất hết và đạo nghiệp vân vân, mọi thứ mất hết. 5 cái thứ là ngũ dục. Ngủ là năm cái ham muốn về tiền của, về sắc dục, về danh lợi, về ăn uống, về ngủ nghỉ. Có nhiều người sức khỏe họ rất tốt nhưng mà họ không biết bảo dưỡng. Bắt đầu họ suy nghĩ về cái cách họ kiếm tiền. Họ suy nghĩ về cách kiếm tiền. Mà nếu mà trong mạng họ có thì họ suy nghĩ và họ làm kiểu gì cũng có. Bán bánh hỏi như bà cụ mẹ chúng tôi hay đẩy xe ba gác, hay làm những cái gì họ cũng sẽ có tiền, vì trong mạng họ có. Và nếu trong mạng họ không có thì làm cái kiểu gì họ cũng chết. Giao cái ngân hàng họ cũng băng rắp xi sập tiệm, không giữ được, vì trong mạng họ không đủ có tài để họ giữ cái tiền của đó. Nhưng mà thường cái đạo lý này ít ai hiểu lắm. Họ chỉ nghĩ là cái sự khôn ngoan, cái sự tính toán, rồi họ có củ cải, họ làm ra tiền, chứ họ không bao giờ nghĩ rằng trong mạng họ có. Mà cái đạo lý trong mạng có là họ phải tích lũy thì trong mạng mới có. Tích lũy đời trước hoặc đời này, trong mạng họ có tích lũy, cho nên thành ra họ có. Họ có cho nên họ làm ăn được. Có những người họ đời trước họ có tích lũy, nhưng đời này họ làm ăn được, cái mà họ phung phí, họ tiêu xài, họ không biết làm phước. Có những người họ quá trời giàu, họ buôn bán bất động sản, họ quá chừng giàu, nhưng mà chưa hết một đời họ đã là trắng tay. Họ không hiểu đạo lý này, họ không hiểu vì sao họ là xui, do ngày tháng xui hạn hay là do may rủi, chứ họ không có nghĩ được cái đạo lý trong mạng họ đã xài sạch, trong mạng họ đã hết. Họ không hiểu điều này, mà người ta nói cho họ nghe cũng không hiểu, bây giờ căn lành họ quá kém cho nên họ không hiểu nổi. Nếu mà họ hiểu, họ quay lại, họ tích lũy thì bắt đầu họ sẽ trở lại. Cuối đời hoặc đời sau họ là bắt đầu họ giàu có lại. Nên con người mà họ có được tiền của mà họ tích lũy qua cái chiều hướng là nuôi người già nè, giúp những người nghèo nè, và làm những cái công ích như là xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, in kinh, vân vân, họ làm những điều phước mà họ làm không tiếc. Họ làm không tiếc. Thì trong mạng người này tài cộng thêm tài. Đây là con người mà họ biết cách để giữ tiền. Hồi trước chúng tôi kể chuyện ông Phạm Lãi.
Hòa thượng Tịnh Không nói ông phạm lãi, thực sự ông này là người mà thờ thần tài là phải thờ phạm lãi. Ba lần tụ tài, ba lần tán tài, mà tán không phải là mất mà ông đem đi cho sạch. Từ khi ông phò tá cho ông vua Câu Tiễn, tức là Việt Vương Câu Tiễn, ông đánh bại nước Sở xong, bắt đầu là họ rời ông Việt Vương Câu Tiễn liền. Nó ông vua này, cái tướng ông vua này không thể sống trong thời bình, chỉ sống trong thời loạn, giúp cho ông xong phải ra đi, chứ không thôi là thời bình ông sẽ giết mình ngay. Ông ra đi liền, bắt đầu ông chuyển từ cái việc mà ông làm tướng quân dẫn lính đi mà xâm chiếm các nước khác, qua trở thành người làm kinh tế rất giàu, đi ba nước. Và ông làm ở tại cái nước Ngô đó, ông có tiền rồi, cho sạch hết, bắt đầu ông ra đi qua nước khác. Thời Trung Quốc nó có nhiều nước, Ngô, nước Sở, nước Tần v.v. Thì cái cách của người xưa họ tích lũy tài không những trong đời này mà để cho đời sau. Cái cách tích lũy tài không những đời này cho đời sau là sao? Là họ biết đem cái củ tiền đó họ làm lợi ích cho tha nhân. Chia ra bốn cái mục. Mục thứ nhất là họ làm ra tiền được thì họ lấy tiền đó để họ kinh doanh. Thứ hai là họ lấy tiền đó để họ giúp đỡ cho gia đình. Thứ ba là họ làm công ích giúp cho xã hội, làm chuyện lợi ích cho tam bảo. Thứ tư, họ để phòng cơ tích trữ những lúc bệnh hoạn đau yếu, họ có một phần để họ lo cho cái bản thân của họ. Trong kinh Phật nói đồng tiền làm ra phải lo bốn điều này. Nhưng mà trái lại, thời gian khi có tiền là họ đổ hết vô của cải, đổ hết vô của cải. Cùng lắm là họ giúp cho gia đình họ thôi, còn họ cho những người tha nhân thì không đáng kể so với tiền họ sẵn có. Và có những lúc cái của cải của họ quá nhiều mà họ đổ hết vô tài sản, họ đi vay ngân hàng, họ mượn họ xong, không có cân đối điều chỉnh được cái tiền khi mà họ có. Thì đòi hỏi mình phải có trí tuệ, phải hiểu nhân quả, thì cái người đó mới điều khiển được cái đồng tiền. Cái điều này quý vị nghe qua là thấy bình thường đúng không? Mà khi mà nó khủng hoảng rồi, bắt đầu mình mới thấy cái điều này trong kinh Phật nói giá trị tốt. Thì khi mà sức khỏe mình không có là do hai phần. Một phần là trong mạng mình không có tài, cho nên thành ra quá nghèo khổ, chạy từng bữa ăn và đi xin ăn cũng không có mà ăn luôn. Thì họ quá nghèo cho nên thành ra không có sức khỏe. Còn những người họ quá giàu nhưng mà họ tiếc của không dám ăn, cái dạng này cũng có. Họ quá giàu mà họ tiếc của. Và thêm một cái dạng nữa là họ quá giàu là họ lo suốt ngày, họ tính toán, họ stress ở trong cái công việc đó, họ ăn không được. Ăn được bởi vì họ đổ vô tập trung ngày đêm, họ suy nghĩ buôn bán đất đai, nhà cửa, cuộc sống, mầm ăn, công ty, vân vân, mọi thứ họ để toàn tâm vô nó, cho nên cái tâm lực họ quá mệt mỏi. Mà khi tâm lực quá mệt mỏi thì ăn thức ăn vô nó không có hấp thụ được cái cơ thể, trên cơ thể người ta vẫn bệnh tật. Có của mà vẫn khổ, vẫn bệnh tật là vì họ không đủ cái phước để hưởng cái cửa đó. Nói qua chiều hướng này là có tài, trong mạng có tài mà không đủ cái phước để họ hưởng. Chỗ này chỗ sâu sắc. Mà thường con người mà họ có phước để hưởng á, mà nó đi qua phạm trù của phàm phu á, là họ hưởng phước bắt đầu tạm nghiệp. Họ ăn được mà ăn mặn, ăn tôm, cua, ghẹ, họ chơi bời, trai gái uống nhậu đủ kiểu, thì họ có phước, họ hưởng được, mà hưởng theo cái chiều hướng của phàm tục, phàm phu để đọa lạc. Ấn Tổ gọi là hưởng phước tạo nghiệp sát trọng giam dối. Cửa đi đâu cũng dính hết, phàm phu mình cửa đi đâu cũng dính hết. Chừng chừng không hiểu nhân quả. Mà khi vấn đề mình hiểu là một vấn đề, nhưng mà chút xíu nữa nó quên. Hoặc giả nó không quên mà mình làm không được. Lý do gì làm không được? Căn lành của mình kém, cái ngộ của mình kém, cái sức mà ngộ hiểu được điều này nó kém, mình làm không được. Như vậy cơ thể mình giữ gìn đòi hỏi suốt một cái quá trình thời gian là phải tự hành hóa tha. Tự hành là coi những cái bộ sách của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát, nhất là Tổ Ấn Quang nói về bảo thân tiết dục. Coi tới coi lui, coi tới coi lui, coi cho nhiều lần để nó thâm nhập trong tâm thức của mình. Dục hải hội cuồng, bảo thân tiết dục, coi rồi bắt đầu giới thiệu người khác. Tự hành hóa tha, giới thiệu cho người khác. Người ta coi mà người ta làm được tốt cho cơ thể của họ, giống mình ban một cái ân huệ, mình ban cho họ một cái thọ mạng, một cái sức khỏe suốt cuộc đời của họ luôn. Thì hai cái việc tự hành hóa tha này mình phải làm. Và tiền tài chúng tôi nói sơ một chút như vậy để mình biết mình điều chỉnh, nhưng mà khó lắm, khó lắm.
bổn phàm phu mình là vô minh si dại. Vì vô minh si dại cho nên điều khiển được cái ngũ dục điều khiển không nổi. Điều khiển không nổi. Một là lún sâu vô trong đó gỡ không ra. Suốt ngày để toàn tâm vô đó. Cho nên hôm bữa chúng tôi giảng nói, người giàu quá tôi không được. Tổ quan nói người giàu quá tôi không được là họ suốt ngày để cái tâm vào trong của cải vật chất đó. Nhưng mà họ không hiểu rằng ngoài cái của cải vật chất đó nó còn một cái tinh thần. Mà họ quên đi cái tinh thần mà họ để toàn bộ tâm tư trong cái của cải vật chất đó. Mà ngoài cái vật chất đó nó còn lại cái sức khỏe để mà có thể mình làm được. Họ quên đi cái sức khỏe luôn. Ngày đêm họ tính toán ăn ngủ không nổi luôn. Chết quá nặng luôn. Thì cái của cải này trói buộc lại họ. Thì tổ quan dùng danh từ là của cải hại hơn rắn độc. Kêu cái gia đình đó, nhà cũng khá giàu mà bị cháy rụi luôn. Mà thường trong mạng mình mà nó hết rồi đó, do mình xài quá cỡ đó. Mà biết xài trong gia đình mình thôi, mà khi gia đình mình gặp nạn là không ai cứu mình, là bởi vì mình chỉ biết trong gia đình mình thôi. Mà đâu có biết tha nhân đâu mà khi mình gặp nạn mà tha nhân cứu. Mà mình nghĩ lại suốt cuộc đời mình có gặp nạn không? Có. Gia đình nó coi như gặp nạn, cháy xanh luôn. Bà vợ ngơ, điên khùng, không biết gì nữa hết trơn. Khùng điên luôn. Bởi vì mà để toàn tâm vào chất, mà khi một chất mất một cái là họ điên. Điên liền. Thì tổ ông quan mới viết một cái thư gửi đến. May nhờ mất của cải vật chất mới hiểu ra được cái đạo lý vô thường. Vật chất vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Thì lúc đó mình mới tinh tấn niệm Phật để trở về cái cảnh chân thường, bất sanh, bất diệt. Đó là cảnh Tây Phương Cực Lạc. Nghe ngộ đã nói, hiểu đã nói. Thì như vậy, may ở cõi này ngộ ra vô thường. Mà thấy người khác vô thường mình chưa ngộ nổi. Cái người bên cạnh thấy người đó cháy nhà họ không ngộ nổi đâu. Nhưng mà chính bản thân họ phải cháy nhà đó họ mới ngộ ra được. Rồi gặp thiện tri thức khai thị cho họ, nó là vô thường. Vô thường thị thường, trong cái vô thường nó có cái chân thường trong đó. Cái chân thường đó là cái gì? Là cái tâm thanh tịnh, bất sanh, bất diệt đó, nó không có mất. Nhưng mình chấp vào cái sanh diệt của cải vật chất cho nên thành ra mình điên loạn, mình khổ. Ghê chưa? Cái chỗ này sâu sắc, những cái lá thư của Ngài là sâu sắc. Cho nên nếu con người nào đam mê vật chất phải chết về vật chất. Nếu có người nào đam mê về sắc dục phải chết về sắc dục. Nếu có người nào đam mê về danh vọng phải chết vì danh vọng. Con người nào đam mê về ăn quá độ phải tổn thọ chết. Con người đam mê về ngủ cũng phải chết về ngủ luôn. Ngủ dục mà. Ngủ ly bì, ngủ coi như thành cái nghiệp ngủ luôn, không gỡ lại nổi nó. Thì ngủ dục này nó giết con người, nó tàn hại con người. Một cái nó đã giết con người chết rồi là sắc dục, hoặc tiền tài, hoặc danh lợi, hoặc ngủ quá độ. Ở trong thời khăn tội giám, cái người mà sanh ra dục vọng là người đó ngủ quá độ. Ngủ sáng quá, quá giờ sáng, giờ 3 giờ đến 5 giờ là giờ dần. Họ ngủ trong đó thì họ bị chết chìm trong đó. Một cái nó giết mình chết rồi chứ đừng có nói 3 cái, 5 cái. Ghê chưa? Hôm nay may thay mà quý vị ngồi nghe chúng tôi nói những cái đạo lý này trong văn sao. Thiệt sự là nhiều đời nhiều kiếp thiện căn phước đức nhân duyên đã dung trồng. Hôm nay mình ngồi mình cảm thọ được, mình cảm nhận được. Rồi mình hứa với lòng sẽ sửa phải làm theo những điều này. Thì thực sự đây là một cái dịp may mắn trăm ngàn ức kiếp hôm nay mới gặp. Khai kinh kệ, trăm ngàn ức kiếp hôm nay mới gặp được. Hiểu không? Bây giờ mà con người họ đang lao vào danh vọng, họ đang lao vào tiền tài, lao vào sắc dục, họ lao vào ăn ngủ. Thì nói chuyện này với họ và họ không có duyên, không bao giờ họ nghe được. Không bao giờ họ nghe được. Và nghe rồi thì họ quên mất liền. Kinh khủng chưa? Bây giờ ngược lại với dòng đời mà. Con đường đạo nó phải ngược lại với con đường đời. Con đường đời là càng tu càng đi thì nó càng đọa lạc, càng khổ đau. Còn con đường đạo nó quay ngược trở lại, mình càng đi thì càng an lạc, càng an vui. Và liễu sanh thóc tử vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì vẫy vùng ao báo. Không phải vùng là danh từ hay cực kỳ, vẫy vùng nơi ao báo. Còn ở đây là vẫy vùng trong vũng bùng ngũ dục lục trần. Muốn cái nào? Chỉ một đời vẫy vùng quá ngắn. Quá ngắn, 50 tuổi, 70 tuổi, 100 tuổi quá ngắn. Mà đọa lạc cả vô lượng đời kiếp. Tổng quan hay nói chỗ này. Một đời quá ngắn mà cái sức tạo nghiệp của con người mình quá lớn cho nên phải đọa vô lượng đời kiếp.
Hồi nãy trong Dục Hải Hội Cuồng có nói rằng là người ta hỏi vậy là đao gươm rồi những cái hành hình dưới địa ngục đó là ai chế ra? Ông Chu An Sĩ ông nói con người mình biến ra. Cái tâm dâm dục nó biến ra cái khí cụ dâm dục để nó hại lại mình. Ghê chưa? Thấy cái cột đồng lửa không mà thấy là cô gái nhảy lên ôm một cái xèo cái thân ra. Tâm lực biến ra vật chất, nghiệp lực biến ra vật chất. Cho nên cái động lực mà thực sự mình tưởng chừng là đơn giản, nhưng mà ăn với ngủ là cái động lực nó thúc giục cho cái dục vọng kinh hồn nhất. Thực sự nó là kinh hồn, nó nằm ở trong đó đó, chứ không phải là kiểu cái kêu mà sắc dục mà răng dè mà kiên kỵ nó, mà còn cái chuyện ăn ngủ mà mình lại là không có đối hoài để nó là chết, chết ngay. Thấy cái nghiệp lực không? Nhiều lúc sáng mình dậy không nổi, nhưng mà đến giờ ăn cơm cái đổi nó tan mất, mình mạnh khỏe bình thường, không có chuyện gì xảy ra luôn. Nhưng mà cái lúc mà giờ sáng đó nó chịu không nổi, nó không cách nào nó dậy nổi hết. Nhưng mà đến bất cứ giờ mà bắt đầu là nó tan cái nghiệp lực đó ra rồi đó, giờ nó tan cái phê phê ngủ ngủ đó rồi á, là mình ăn uống và lại cái ý niệm nó mất. Nó không có thiệt, thực sự ngủ dục nó không có thiệt, nó là giả. Nó không có thiệt. Danh lợi cũng là giả, sắc dục cũng là giả, tiền bạc cũng là giả, nó không có thiệt. Nhưng mình cho nó là thiệt cho nên nó trói buộc, nó hại mình. Mà cho nó là thiệt rồi thì kịp báo cũng là thiệt, đọa địa ngục cũng là thiệt. Nhưng mà nó thiệt ở trong cái giả, nó thật ở trong cái giả, tức là nó có trả quả báo đó, nhưng mà nó có một ngày nó sẽ hết, gọi là nó cũng vẫn là giả thôi. Chỗ này là chỗ sâu sắc. Bây giờ cái sức khỏe của mình phải làm sao để cho nó có sức khỏe? Hai phần. Phần thứ nhất là mình biết nuôi dưỡng từ nơi bản thân, là ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt thể dục đều đặn. Mà trong văn sao Ấn Tổ nói là cả hai cái điều mà sanh ra bệnh. Hồi nãy chúng tôi nói hai điều là tự mình gây ra bệnh và bác sĩ gây ra bệnh, đúng không? Có điều này cũng có, đừng có nói bác sĩ gây ra bệnh hết, mà bác sĩ cũng có thể chữa bệnh cho mình. Nhưng bữa chúng tôi bị ruột thừa hay là nó mổ cũng hết, có những cái bệnh họ chữa được, nhưng mà có một số cái bệnh họ cũng gây ra bệnh đấy. Chích lộn thuốc, mổ ruột quên kéo nó. Nhiều lúc họ cái nghiệp lực mình đến phải trả. Hai cái điều sanh ra bệnh nữa, đó là không nhấc tay động chân, không vận động cho máu huyết lưu thông, mà danh từ khoa học là trao đổi chất trong thân thể mình. Thứ hai là ăn nhiều món huyết nhục. Ghê vậy. Ăn nhiều món huyết nhục là kẻ nhà giàu sung sướng, bữa nào phải có tôm cua, ghẹ, thịt cá là họ ăn vô, họ mới kêu là khỏe. Mà thiệt ra đây là gây ra bệnh, đây là đoạn thọ. Nhưng mà người mà hiểu được điều này, họ không hiểu, không tin nổi. Họ đang ăn ngon miệng mà bây giờ kêu đây là để bệnh đoạn thọ thì làm gì họ tin? Bởi vì cái trình độ họ là chỉ ăn nuôi cơ thể thôi, để đi sâu vào nghiệp báo, để mà bị nhân quả khi ăn thịt chúng sanh là thọ mạng ngắn, thì họ không đột phá vô chỗ này được, không thâm nhập vô chỗ này được. Để kêu mà ăn thịt rồi sát sanh thì bị quả báo đoạn thọ, thân thể bệnh hoạn, bị nhiễm độc, thì họ bước vô cảnh giới này vô không nổi. Hiểu không vô chỗ này, hiểu không nổi, vô là dội ra liền. Vì cái tâm thức và nghiệp báo họ chỉ đến chừng đó thôi, là ăn thịt khỏe, sát sanh vui, câu cá rồi vui. Nhưng mà mình đột phá được cửa ải này, mình đột phá được là mình ăn chay mình thấy khỏe, mình phóng sanh mình thấy khỏe, mình thương loài súc vật mình thấy khỏe, thì cái cảnh giới mình bắt đầu tiến xa hơn người phàm rồi đó, người bình thường rồi. Nhưng mà nếu mà họ vượt ra cảnh giới là ăn thịt bệnh rồi sát sanh là đốn thọ, thì họ lọt vô cảnh giới này được, tức là họ không làm được cái điều này. Thì Tổ Ông Quang nói bị cái vấn đề thứ hai là không biết vận động cơ thể. Mà trong cách vận động tĩnh mà hay nhất vẫn là lễ Phật, điều tiết theo hơi thở. Thường sáng chúng tôi 3 giờ công phu là chúng tôi tụng kinh xong, mà thấy bắt đầu nó hơi hung trầm là đi kinh hành liền. Mở trong mấy câu mình câu, mấy câu mình câu. Mà khi mà nó không hung trầm thì ngồi nghe một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là hít vô. Rồi cái câu trong máy vừa ngưng có khoảng trống, bắt đầu mình niệm ra. Một là ra tiếng, hai là thầm ra hơi, ba là trong tâm. Rồi một chập rồi bắt đầu là mình chuyển sang đi kinh hành, hoặc giả là niệm có khi 25-30 phút ngồi không hôn trầm là ngồi. Rồi bắt đầu mình lễ Phật.
Đây là một cách vận động cơ thể. Khi mình vừa ngủ thức dậy, cơ thể mình máu huyết chưa lưu thông mà không thể tập thể dục mạnh được với nó, chạy âm hoặc đánh cầu vợt buổi sáng không được, thì chỉ có cái mà vận động tỉnh trong động là hay nhất. Tỉnh trong động tức là tâm mình đang tỉnh để lễ Phật mà thân mình động, gọi là tỉnh trong động là khỏe nhất. Mà nếu mà không lại được nữa thì thôi rồi, tiêu. Qua cái giờ đó là coi như tiêu. Mà khi mình lễ Phật như vậy là thân thể mình bắt đầu máu huyết nó lưu thông, và cái công đức lễ Phật nó tiêu nghiệp báo. Ví dụ mình quá buồn ngủ, mình mò dậy không nổi, thì mình phải ráng mình cầu Phật làm sao, mình làm sao đó để cho nó có thể đột phá được cái cảnh giới này. Chứ không nó chìm vô trong đó là không ai gỡ được, không gỡ được. Mà khi mà mình lễ Phật được như vậy là thân thể mình bắt đầu máu huyết nó lưu thông, gọi là vận động tỉnh trong động. Rồi chiều chạy bộ, hoặc là vận động làm sao cho cái thức ăn trong con người mình nó được trao đổi chất. Con người này không có bệnh hoạn là do biết không ăn những chất có huyết nhục, không ăn những thứ gọi là huyết nhục máu huyết, và biết vận động nữa. Bây giờ người kia bệnh là do ăn những cái thứ mà có máu huyết tanh hôi, ảnh hưởng đến nhân quả. Và trong cái thân đó, cái thân con thú đó khi chết nó có chất độc là một. Thứ hai là không biết vận động trong cơ thể, không biết nhấc tay động chân là kẻ già giàu. Chết rồi. Thường tuổi trẻ bây giờ là họ ngồi trên văn phòng, trên máy quy tính suốt luôn. Và khi ngồi cũng không biết điều tiết cái hơi thở là khí lực luôn. Và tâm lực nhốt ở trong đó, quá mệt mỏi. Ngủ chỉ là trạng thái để cho nó nghỉ ngơi, chứ không phải là bồi bổ. Nhớ không phải là bồi bổ. Lễ Phật bồi bổ, niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thầm chú Đại Bi, hít thở là bồi bổ. Mà bồi bổ mới khỏe ngang, chứ nghỉ ngơi chưa khỏe đâu à. Nghỉ ngơi chưa khỏe. Ngủ là một trạng thái nghỉ ngơi, trong đó vẫn có mộng. Mộng vẫn mệt mỏi, vẫn sợ hãi trong đó, thì chưa phải là tâm nghỉ ngơi hoàn toàn. Mà kêu để mình tĩnh tọa, mình không nghĩ gì hết để cho mình nghỉ ngơi, thì thực sự cái nghỉ ngơi này cũng bọn phàm phu mình trở về thể tánh gọi là thiền và nghỉ ngơi á, thì tổ sư Ấn Quang nói mình cũng làm không tới đâu á. Những người hành giả tịnh độ lúc tịnh tọa phải niệm Phật, niệm không nổi là nghe tiếng niệm Phật vẫn hay hơn là ngồi không nghĩ gì. Không nghĩ gì vẫn là vọng tưởng. Vọng tưởng tức là mình nghĩ cái không nghĩ gì vẫn là vọng, chứ chưa phải là chân tâm. À. Mà khi sống với chân tâm mà nó nhập vào trong đó rồi là tâm minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, mắt mình có thể nhìn xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nó vô chân tâm thể tánh rồi á, thì không phải những cái chuyện không suy nghĩ đâu. Không suy nghĩ vẫn là vọng thôi. Tri kiến lập tri tức là vô minh bổ, mà tri kiến vô kiến mới là tư tức niết bàn. Tri kiến lập tri tức là mình biết cái không suy nghĩ vẫn là vọng tưởng, gọi là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, là cái gốc của vô minh chứ chưa phải là chân tâm. Mà tri kiến vô kiến á, mới là tư tức niết bàn. Mà mình vô cảnh giới tư tri kiến vô kiến vô nổi. Cái người mà vô tri kiến vô kiến tức là họ đã vào được sống với cái đại ngộ triệt ngộ rồi. Thì cảnh giới này Ấn Tổ nói cái thời này đại ngộ còn chưa có, chứ đừng có triệt ngộ. Không có, tìm không có. Tiểu ngộ thì có một hai, không có bao nhiêu hết. Chỉ có niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát, như Ngài Giáo Minh Tung Thiền Sư, một ngày 10 vạn là 100.000 câu danh hiệu Quan Âm, vô đại ngộ luôn, triệt ngộ luôn. Những cái gì không học vẫn biết luôn. Kinh khủng vậy. Nói như vậy không phải là mình khinh miệt cái việc thiền, nhưng mà thiền thực sự là nói là phải 1.000 năm tượng pháp thì được. 1.000 năm chánh pháp đầu tiên là họ tu giới luật, cái hành thành tựu tâm họ thanh tịnh rồi, họ đi vào giới luật một cái là giới sanh định, định sanh tuệ, là họ ngộ nhập vào cái thể tánh thanh tịnh, họ ngộ liền, họ chứng đắc liền la la hán ngay. Nhưng mà nói thời Đức Phật cũng có một số các vị chứng, cũng những vị chưa chứng a la hán, sơ quả, tứ quả, nhị quả, chứ không phải ai cũng chứng. Nhưng mà bắt đầu 1.000 năm sau họ tu giới luật thì họ phải tu thêm thiền. Thì tâm họ bắt đầu là khởi vọng tưởng rồi họ phải tu thiền. Thì Đức Phật nói 1.000 năm sau nữa, tức là 2.000 năm là phải tu thiền cộng với giới luật. Rồi 10.000 năm mà pháp thì Phật quyền ký là tu giới luật rồi mà phải tu tịnh độ. Nghiệp quá lừng lẫy thì chỉ có Phật hiệu công đức đó mới đánh tan được cái nghiệp lực. Phật lực mới đánh tan được nghiệp lực thì mình mới đới nghiệp vãng sanh được. Thì cái con đường này an toàn. Cái điều này một số những người họ không đồng quan điểm, bởi vì họ không có ý tưởng về điều này.
họ không có ý niệm về điều này, họ không được nung đúc trong cái lời của Phật tổ dạy về pháp môn tịnh độ, cho nên nói cho họ thì họ nghe rất là mỏng nhẹ rồi nó biến mất, họ cũng làm theo kiểu của họ là tịnh tọa ngồi để đó không cần niệm Phật, cho nên tĩnh tâm nó nhẹ nhàng đầu óc, nhưng mà nhẹ chút xíu rồi ra nó cũng bị vọng tưởng tiếp thôi. Vậy mà trong cái thời gian đó mình niệm Phật thì nó lại nhờ công đức Phật lực danh hiệu Bồ Tát Quan Âm gia trì của mình, nghiệp báo nó tiêu. Cái chính là cái nghiệp báo tiêu mới là quan trọng. Chứ cái tư tưởng nó nhẹ nó êm chút vậy rồi nó cũng bắt đầu khởi vọng tưởng tạo nghiệp nữa thôi à. Chúng tôi kinh nghiệm thôi. Như vậy về mình nuôi dưỡng cái thân thể của mình bằng cách là cái khí lực mình phải luôn bồi dưỡng cho nó. Có nhiều người thân thể rất khỏe mạnh mà tự nhiên sống mệt, mệt đừng luôn. Thì hỏi ra là cuối cùng mới có một cuộc nói chuyện bulu bola. Mới cuộc nói chuyện, hoặc giả là mới nói điện thoại xong mệt nằm sải chân sải tay, mà cơ thể mình không thiếu chất. Kiểm tra coi như là đường muối rồi mỡ gì là đủ hết, tất cả mọi thứ đủ hết mà mệt đừng luôn. Là do mới một cuộc nói chuyện là gọi là tổn khí, khí lực bị tổn. Tổn từ từ, vừa khỏe lại cái cho tổn tiếp, thường vừa khỏe lại cho tổn tiếp. Thì cái bệnh này dễ bệnh mà khó chữa, vì không để ý thức như lý tắc ý đến nó, cho nên thành ra rất dễ bị bệnh mà không có ý thức đến nó. Cho nên thành ra là Tổ Ấn Quang nhắm đến cái chuyện này, người tu tịnh độ dễ tổn khí, hàng ngày nói chuyện nhiều rồi vô rồi lễ Phật niệm ao ao, lễ miệng niệm ao ao, rồi lạy Phật rồi niệm ra tiếng, rồi tụng kinh làm ao ao, cho nên thành ra tổn khí. Mà tổn khí là bắt đầu cơ thể mệt thì vọng tưởng nổi lên, không đủ sức để điều phục nó, cho nên nói pháp môn là dở, không hay, không điều phục được phiền não, không chế phục được phiền não rồi bỏ. Nhiều lắm, rất nhiều. Rồi cái tổn khí nó nhẹ hơn là tổn tinh lực. Nói chung cái khí lực và tinh lực hai cái này đều quý hết, mà thường con người thì xem thường hai cái này. Vì xem thường cho nên rất ít hít thở. Để chừng nào vô nhà thương nó chụp cái oxy vô rồi bắt đầu mới thấy cái hơi thở là quan trọng. Mà khi nó chụp vô rồi một cái là chết nhanh, bởi vì nó không cho mình thở nữa. Nó dìu mình thở nhưng mà hơi thở sẽ ngắn lòng. Thấy là nhẹ thiệt mà nó ngắn lòng, buộc lúc đó phải chụp cho ông thôi hít thở. Nhưng mà nếu mà người đó mà họ hít thở được thì họ sẽ khỏe. Mà thường đến cái tâm trạng đó thì họ quá kiệt, họ không hít lại được, không hít được nữa. Thì thường mình lễ Phật mình hít thở. Hôm bữa chúng tôi có một lần mệt, tiếp một cái buổi khách đó họ hỏi nhiều câu hỏi quá, tâm lực mình bị hao, là do mình phóng ra mình trả lời. Còn nếu mà mình niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi thì tâm lực nó quay vô, nó quay vô với hơi thở thì tâm lực này xuống mãn lên. Cũng như chúng tôi đang nói đó, là chúng tôi lấy những cái gì trong tâm chúng tôi nói thì nó vẫn là quay tâm lực vô. Mệt cái hơi thở với cái thân này mệt nhẹ chứ không phải mệt nặng lắm, nhưng mà nó vẫn khỏe về tâm lực. Mình chủ động nói chứ không phải bị động người ta hỏi mình. Cho nên khi mà sức khỏe có mà tâm lực có mà mình giảng cái pháp này nữa thì trong người mình sung mãn pháp hỷ, gọi là pháp hỷ sung mãn. Mà người nghe mà họ không hôn trầm mà họ hoan hỷ mà họ nghe vô nữa thì tâm lực họ và khí lực họ sung mãn, là bởi vì họ không nói ra, họ ngồi họ nghe họ ngậm miệng là khí lực đâu tổn đâu. Thì hai cái việc là khí lực và tâm lực nên biết nuôi dưỡng. Mà nếu hai cái này mà nuôi dưỡng được thì cái bộ óc của mình nó sẽ thông minh tuyệt đỉnh, trí nhớ nó nhớ tuyệt đỉnh luôn. Bây giờ cái bộ óc của mình nó nuôi từng cái đường tinh, là cái khí, cái tinh của mình đó, mà mình biết bảo dưỡng nó thì nó sẽ lên nó nuôi dưỡng cái bộ não. Cho nên cái người mà tinh lực mà hao tổn là tinh thần, cái đầu óc họ lờ đờ liền. Và hao tổn nhiều thì bắt đầu là họ sẽ mê mờ và trí tuệ nó bị lu mờ. Mà khi họ giữ được rồi thì cái tinh lực nó nuôi cái não. Thì cái não của mình nó có hai cái chất liệu để nuôi, đó là hơi thở và tinh lực. Mà thường mình là bỏ bê hai cái này, hơi thở thì cũng không hít, mà hàng ngày cũng suy nghĩ về chuyện dâm dục. Bởi vì con người vốn dĩ là gì? Từ sanh dục mà sanh ra, mà từ cái dâm dục mà sanh ra, cho nên nó khó cái chế ngự nó. Mà hai cái này hao tổn thì con người bứt đi, không xài được, làm kẻ tàn phế, bạc nhược, hạ ngu bất tiếu, không dùng được. Con người này không dùng được, không dùng được chuyện gì hết. Lo cho vợ cho con còn không xong nữa, chứ đừng có nói lo cho việc lớn, không dùng được. Bởi vì họ tham quá độ về cái dục tính, thú tính, mà thêm đến nữa là khí lực họ không biết bồi bổ thì con người này vứt đi, không xài được.
không có một cái tinh thần gì hết có thể làm việc được hết, làm đến đâu đụng chuyện gì là hư chuyện đó. Rồi khi mà nhớ cái khí lực mà nó hao tổn là con người có bực bội khó chịu à, rồi cái tinh lực nó thiếu cũng là con người bực bội khó chịu. Cho nên giữ sức khỏe bằng cách ăn chay, thể dục điều đặn. Ăn chay đó là ông tổ nói đừng ăn những món huyết nhục á, thì ăn chay. Rồi thể dục vận động lễ Phật, thể dục điều đặn, giữ được cái khí lực và tinh lực, con người này sống 100 tuổi là chuyện bình thường. Bốn bí quyết thôi, bốn cái bí quyết này thôi, không cần nhiều. Ăn uống ngủ nghỉ điều độ, ăn uống ngủ nghỉ vận động thể dục điều độ mà ăn chay, đúng không? Cộng thêm là dưỡng cái khí lực và tinh lực này cho tốt lên, thì con người này làm sao mà bệnh hoạn? Mà khi họ dưỡng được như vậy là trong thân tâm họ có chánh khí. Mà tâm tà gọi là tà tư, tà niệm, tà dâm, tà tâm khởi lên đó, thì trong tâm họ là tà khí xuất hiện. Tà khí xuất hiện thì họ không có bằng ăn gì được hết, không làm gì được hết, chịu chết, không làm gì được hết. Suốt ngày cứ nghĩ chuyện đó thì thôi xong, mặt mày bắt đầu xấu xí, thân thể bắt đầu héo úa tàn tạ, gọi là trong Thọ Khang Bảo Giám gọi là khô tinh khô tỉ, giống như cây khô, có xác không hồn. Nghe hiểu không? Hiểu mà làm được không? Không, nghiệp lực mạnh quá, tâm lực không đủ sức để khống chế. Tâm lực phàm phu không thể đủ sức khống chế được nghiệp lực. Nghiệp lực đó là nghiệp ái, nghiệp tham tiền, nghiệp tham tài, nghiệp tham danh, nghiệp tham ăn, nghiệp tham ngủ. Nó làm chủ bản tâm của mình, mà tâm lực của mình không có pháp lực, không có Phật lực gia trì, không khống chế được, thì toàn thân tâm đã giao tánh mạng cho nó. Lờ đờ. Vô tu cái bắt đầu hồn trầm nó ngủ, nghe pháp cái bắt đầu nó ngủ, tinh thần nó chịu không nổi. Nó chịu không nổi với cái hoàn cảnh là mình tu, mà người tu là mình phải vô tu chứ, mà nó chịu không nổi. Nó ăn nó đi chơi thì nó thích, mà vô tu nó chịu không nổi, nghe pháp nó chịu không nổi. Tâm lực quá yếu vì không biết nuôi dưỡng. Nguyên tắc thân thể và tâm lực phải biết nuôi dưỡng nó thì nó mới tốt lên. Cái cây cũng biết nuôi dưỡng nó mới tốt lên. Đứa con khi mình sanh ra mình biết nuôi dưỡng nó mới tốt. Buộc là phải biết nuôi dưỡng. Và tâm lực mình nuôi dưỡng kiểu gì? Sức khỏe và thân thể mình là biết cách nuôi dưỡng rồi đúng không? Nói quá rõ rồi đúng không? Nuôi dưỡng bằng hơi thở, nuôi dưỡng bằng cách bảo thân tiết dục như Tổ Ông Quang nói, coi sách lăng dâm cho kỹ, ăn uống điều độ, thể dục điều độ, ngủ nghỉ điều độ. Cái điều độ là nó không vượt ngoài quá, không có vượt quá. Thay vì mình ăn 3 chén thì mình 2 chén rưỡi, 2 chén đó, gọi là điều độ. Không cho nó đói quá để mất sức, mà không cho nó no quá thì nó sẽ sung mãn lên để nó kiếm chuyện. Rồi bây giờ tâm lực phải làm sao? Cái này đơn giản vậy nó ngang, nhưng mà cơ thể mình đang sống với nó đó, đang còn dữ lắm đó. Nhưng mà hơi thở khi nhất lúc mà mình đang bình thường thở như vậy, nó thiếu mà mình không biết á, khi mở đầu nó ngáp lên, nó gần chết rồi, lúc đó mình mới thấy quý đúng không? Quý cực kỳ quý luôn. Cũng như ông thầy bạn á, ông bị cưa cái giò. Ông bị cưa cái giò, bắt cái chân giả vô. Ông ngủ gần cái giường mình lúc trước còn học trường Phật học. Ông lăn qua lăn lại, buổi tối ông cởi giò ra cho nó khỏe, nó nhẹ, cho cái giò gỗ mà để trong đó nó nặng quá. Còn mình cái giò thiệt thì mình thấy bình thường, mà cái giò gỗ cảm giác là thấy nặng à. Mà giò gỗ thì nặng hơn cái giò thiệt cái này nặng hơn. Cái ông nằm ông lăn qua lăn lại, sáng mình bước xuống giường, ông cũng bước xuống, ông nghĩ ông còn giò, ông bước xuống cái ông ngào đầu ông lộn luôn. Con giò mà sao nó không lộn được? Cái ông kêu trời ơi mấy thầy hạnh phúc quá, mấy thầy đủ 2 giò. Tôi bất hạnh, tôi mất 1 giò. Mất 1 giò rồi mới thấy 2 giò quý. Hơi thở gần hết rồi mới thấy hơi thở quý. Sức khỏe cái bệnh rề, tu không nổi, không làm gì được rồi, bắt đầu mới thấy sức khỏe quý. Mà đã mất rồi, lấy lại cực kỳ khó. Khi mình bị stress, mình bị căng thẳng rồi, mà bây giờ nó theo cái đà, nó lọt vô đó rồi, nó đẩy tiếp, nó đẩy chừng nào để mình điên loạn, mình chết luôn, chứ đừng có gỡ lại, không gỡ nổi. Con người mà gỡ là phải có ý chí, cắt liền sự việc đó và quay vào bên trong theo hơi thở, theo lễ Phật, niệm Phật, bồi dưỡng cho nó một vài tháng. Làm được không? Đố ai mà làm được. Nó đã lao vô cái công việc đó rồi, ví dụ buôn bán đất, ngày nào cũng gọi điện đến, căng thẳng đầu óc, chịu không nổi, tôi chết rồi, tôi chịu không nổi nữa.
nghỉ được đêm đến sáng, cái bắt đầu cái nghiệp nó trỗi dậy làm tiếp. Đó là hành động theo thói quen, gọi là nghiệp lực. Nghiệp là hành động theo thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần, quá trình mấy năm trời buôn bán đất đai rồi xây dựng công ty rồi đi đòi nợ cho kẻ khác vân vân, mọi thứ nó lặp quá mạnh, một cái lập trình trong tư tưởng mình quá mạnh mà trong một thời khắc ngắn mình không thể nào đổ khó nó lại, không thể nào vượt qua được. Cho nên người nghiệp lực mạnh thì tâm lực này bắt đầu yếu. Tâm lực tức là cái định lực mình bắt đầu yếu thì nó khống chế hoàn toàn luôn. Lúc này là phải rời cảnh giới, thay đổi cảnh giới, thay đổi môi trường đó, đi một nơi khác. Cho nên Tổ Ấn Quang ngài nói gì? Đừng gửi thư đến nữa, đừng nhắc đến cái chuyện quy y nữa. Vài bữa tôi đóng cửa lại, tôi đi một nơi không người biết đến. Mệt quá, lá thư gửi đến hoài. Bồ Tát cổ Phật mà nói mệt, tinh thần ngài mệt thì buộc là ngài phải đóng cửa thôi. Nhiều lần chúng tôi cũng nói cái gì á, chúng tôi mệt, điều dưỡng không đủ thời gian, điều dưỡng mà để khí lực và sức khỏe mình trở lại để mình lên một buổi giảng như vậy không đủ thời gian, thì phải nghỉ dài dài hơn, đúng không? Như vậy tâm lực của mình nuôi dưỡng nó như thế nào? Con người mình nếu mà tâm tán loạn, mà thường tâm tán loạn á, thì cái tâm lực mình nó yếu, tức là nó không có định tĩnh được. Mà khi tâm lực nó yếu rồi bắt đầu nó chán, ăn nó cũng ăn không được, ngủ nó ngủ cũng không ngon, làm việc nó làm việc không tới nơi. Mà tâm lực là cái gốc, mà nó không có làm chủ được và không có sức sống á, thì bắt đầu là nó sẽ tàn tạ, tàn hại đời mình và bắt đầu tinh thần mình xuống. Kiểu chấn chỉnh tinh thần mà không biết ngõ nào chấn chỉnh không lại. Giống như mũi tên, hôm bữa chúng tôi nói ở đây, mũi tên khi mình dương cung rồi mình bắn một cái thiệt mạnh, thì cái sức bắn mạnh mà để cái lực mà nó đẩy mũi tên đi á, đó là cái tinh thần. Cái lực mà đẩy mũi tên đi là tinh thần. Còn cái mũi tên đó là cái thân của mình. Đối với cái tinh thần nó ra khỏi thân, giống như cái mũi tên, như cái xác không hồn, nó không biết gì hết trơn á. Nhưng mà cái sức sống này được là nhờ cái tâm lực. Nếu mà họ hoan hỷ vui vẻ lên và tinh thần họ sung mãn lên thì tự nhiên gương mặt họ khác liền. Còn nếu mà tinh thần họ ủ rũ, gọi là chán chê ê chề và buồn bã thì thân thể này bắt đầu nó cũng tàn tạ theo. Cái người đó mình thấy họ đang ung thư mà họ chưa bác sĩ tìm ra bệnh thì họ làm sao? Họ đã an vui bình thường mà nghe là ung thư giai đoạn cuối là nó chưa phát tác mà tinh thần đã rụng bại xuống cấp trầm trọng. Bắt đầu là từ tinh thần đó giết họ chết. Mà tinh thần thì nó đi đâu với nghiệp lực? Nó như bóng với hình luôn, nó như bóng với hình sát kề với nhau luôn. Nếu mà tinh thần an vui là do họ tu cái pháp hỷ an lạc, họ vì lợi ích tha nhân, thì cái nghiệp họ thiện thì tinh thần họ an vui. Cho nên thành ra nhà tích việc thiện điều vui có thừa đó. Tinh thần họ an vui là do họ tích thiện, họ làm những điều tốt. Mà nhà tích những điều bất thiện thì tai ương có thừa. Thì tâm lực họ bất an, tâm lực họ chiêu cảm những điều xấu ác đến là do nghiệp lực xấu ác đã bao phủ toàn bộ tâm họ rồi. Bữa chúng tôi có nói chuyện với cái nhóm Phật tử ở dưới Cần Thơ lên, mấy cô cũng hay lên nấu ăn để cúng dường khu chiên tu. Chúng tôi có nói mình làm một cái nghề nó tạo ra một nghiệp xấu ác. Ví dụ là nấu rượu, giống cái bà cụ hôm trước phát biểu không, nấu rượu là đổ thêm axit vô, thêm nước lạnh vô, rồi nuôi heo vân vân, mọi thứ làm những chuyện xấu ác. Hay là bán bia, nhóm đó có một cô bán bia thì mình làm cho người ta say xỉn, làm cho người ta coi như là xáo trộn trong nhà. Tuy rằng nhà nước cho cái vấn đề mình bán bia rượu nhưng mà trong giới hạn, nhưng mà cuối cùng là họ uống quá độ. Do mình làm cái nghề đó cho nên thành ra mình cũng bị bất an. Đó là cái nói đến phạm trù của nghiệp lực. Cái nghề của mình để kiếm đồng tiền rồi tạo cho những người khác bất an, như nghề nuôi heo, nghề bán rượu, nghề bán những cái đồ bẫy cho người ta đi bẫy chim bẫy cá, nghề làm một cái thuyền cho người ta đi đánh cá vân vân. Những nghề này là nó tạo ra cái nghiệp xấu ác, do từ nơi cái tâm mình nó chiêu cảm thì bắt đầu mình bất an, gia đình mình lộn xộn, không hiểu nguyên do. Và có những người họ làm những nghề thiện đi, ví dụ họ bán cơm chay hoặc là họ bán vải hay làm nghề thiện, nhưng mà họ liên tục gặp những điều xấu ác, thì đây là cái nhân của đời trước nó đã xấu ác, bây giờ nó trả cái quả hiện tại. cái chỗ này nó cũng tinh tế lắm à. Còn có những người làm những điều xấu ác quá chừng luôn, nhưng mà họ vẫn an vui, gia đình họ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra,
đó là cái nhân của đời trước họ làm tốt, cho nên bây giờ đang hưởng cái quả tốt. Mà chưa hết một đời, chúng ta thường thấy là nhắm chắc là chưa hết một đời là bắt đầu là tàn đời rồi. Tiền bạc của cải gia đình ly tan, tan nát liền. Nhân quả nhãn tiền nó tới cấp kỳ rất nhanh, rất nhanh. Nhưng mà họ còn không hiểu nhân quả, không hiểu nguyên do. Họ chỉ nghĩ xui, ông trời ông phạt mình, phải do nghiệp báo chiêu cảm. Nói qua cái lĩnh vực của nghiệp báo thì thân của mình sát sanh trộm cắp tà dâm, nghe chứng là thường đúng không? Nhưng mà cái này khó tránh lắm, khó tránh. Đó bây giờ mấy anh em mình đúng không? Hoàn toàn là phóng sanh ăn chay không sát sanh. Mà có sát sanh không? Có. Là gì vậy? Đi ra gặp con nhỏ, con bọ, con gì á. Hôm bữa chúng tôi đi, cái con bọ nhỏ nhỏ như vậy này, nó bò dưới đất á, đâu thấy đâu. Tối tối nó đi gặp, đi trên dép mình nó kêu cái xẹt ra cái là biết nó xịt ruột rồi. Vô tình đúng không? Vô tình, nhưng mà vẫn có nghiệp báo. Có thân là phải có nghiệp báo. Rồi cầm nó lên niệm Phật trì chú cho nó, chập thả nó ra. Mà nghiệp này là nghiệp không ý thức, không như lý tác ý. Mình không cố ý thì nghiệp nó vẫn là nhẹ, nhưng mà vẫn có. Trong một bát nước biết bao nhiêu con vi trùng trong đó, rồi bao nhiêu cái con súc sanh nó nằm ở dưới đất đó. Rồi mình làm chùa, mình cày đất, cày đồ, lấp suối đồ mình để mình làm công tam bảo, có. Khó tránh vô cùng trong cái cõi này, không phải là dễ đâu. Nhưng mà cái nghiệp đó thì nó nhẹ, bởi vì mình không cố ý. Thường là cố ý mà vui theo, mà ăn thấy ngon quá, hoặc là ra mua người khác giết. Trong bữa chúng tôi nói, cái người ăn cũng có nghiệp sát sanh cộng nghiệp, rồi cái người bán cũng là có sát sanh cộng nghiệp với người giết. Người giết này có cái nghiệp xấu ác cũng cộng nghiệp với người nuôi, từ cái người nuôi, rồi từ cái người giết, rồi từ cái người bán và người ăn. Bốn người này nghiệp giống y chang, không có khác gì hết. Và cái phước báo người nào mỏng nhẹ và cái nghiệp báo nó tới trước là trả trước thôi. Hôm nay chúng tôi định nói một tiếng thôi, bây giờ còn 10 phút nữa là 10:30, có thể là 11:15 chúng ta phóng sanh. Bây giờ thầy Minh sẽ đọc trong văn sao lá thư chánh biên chúng tôi trích lục ra với thêm Thọ Khang Bảo Giám. Đọc xong chúng tôi sẽ nói một chút xíu nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao Tinh Hoa Lục. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng cùng toàn thể đại chúng và quý liên hữu đang xem trực tiếp online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1, giáo lý hạnh quả là cương tông của Phật pháp. Nhớ Phật, niệm Phật thật là đường tắt để đắc đạo. Xưa kia tu pháp nào cũng đều đủ cả bốn điều này, nhưng trong hiện thời nếu bỏ tịnh độ thì chứng quả hoàn toàn không có. Bởi lẽ cách thánh đã xa, căn tánh con người tệ kém, không cậy vào Phật lực quyết khó được giải thoát. Như pháp môn tịnh độ vừa nói đó, nhiếp khắp các căn thượng trung hạ, cao vượt trội giới giáo thiền tông. Thật là chư Phật tâm bi triệt để, chỉ cho chúng sanh thể tánh vốn sẵn đủ, gộp tam thừa ngũ tánh cùng về tịnh vực, dạy thượng thánh hạ phàm cùng chứng chân thường. Chúng sanh trong chính pháp giới lìa khỏi pháp này, trên thì chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này, dưới thì chẳng thể lợi ích khắp mọi quần sanh. Do vậy vạn thánh tiền hiền ai nấy đều hướng đến, ngàn kinh muôn luận chốn chốn chỉ quy. Kể từ sau Hoa Nghiêm dẫn về pháp này, các đại Bồ Tát trong tận mười phương thế giới hải không ai chẳng cầu sanh. Kể từ lúc diễn thuyết tại Kỳ Viên đến nay, và mọi trước thuật dù Tây Thiên hay Đông Độ cuối cùng đều kết quy liên bang. Đệ là kẻ xiển đề xuất gia, tự thẹn căn tánh hèn kém, tội nghiệp rộng sâu, nên với hai nẻo tông và giáo
trọn chẳng dám tu bừa, lạm dự, nhưng chỉ khá tin tưởng nơi một pháp cậy vào Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh, đã 10 năm qua sống uổng, sống phí, chẳng được lợi ích mảy may, nhưng từ Tây qua Đông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người, có kẻ bình thời, tự cậy thông tông thông giáo, có tịnh độ như đồ nhơ, sợ bẩn lây mình, lầm chung đa phần tay chân cuốn quýt, kêu cha gọi mẹ, có kẻ chấp phát trì giới niệm Phật, dẫu tính nguyện chưa tột bậc, tướng lành chưa hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Là vì lẽ gì vậy? Là do tâm thủy lặng trong, vì phân biệt mà sôi động, sống thức dâng trào, nhờ Phật hiệu mà lặng dừng. Bởi thế thượng trí không bằng hạ ngu, khéo quá hóa vụng. Đệ, đệ là tổ sư Ấn Quang tự xưng. Trước kia gặp người giỏi Tử Bình phê rằng thọ chẳng quá 38 tuổi, nay sắp mãn số, sợ vô thường sọc tới nên chuyên trì Phật hiệu, đợi trước lúc lâm chung. Nếu vô thường quả thật xảy đến, không dịp gặp gỡ lần nữa, muốn rửa sạch cái tội hủy bán Phật Pháp khi còn tại gia, nên chẳng nề kỵ hủy, nhặt nhạnh sơ xài món rau dại, dân dưới tòa bậc đại phú trưởng giả, no đẩy tiệc vua, xin thương xót nhận lấy phước cho sứ tần của tôi. Nếu chánh lệnh của ngài Vĩnh Minh, tuân di quy của ngài Liên Trì, khiến cho mình lẫn người cùng thoát sanh tử, ưu hiển cùng sanh Tây Phương, tịnh độ hưng nhưng tông phong chẳng đọa, chúng sanh có phước quốc vận thường tốt đẹp, đúng là dời hoa quyến bướm tới, mưa đá được mây giăng. Viết thư này lòng thành như đại hạn mong mưa, mong mỏi niềm vui cùng về liên bang, mong rủ lòng khoan dung thì may mắn cho pháp môn, may mắn cho chúng sanh lắm. Tu trì trong các tông của Phật Pháp ắt phải đạt đến chỗ hạnh khởi giải tuyệt mới có ích lợi thật sự, chứ chẳng riêng gì tu quán trong Tịnh tông là phải như vậy. Ngu tôi cho rằng một chữ khởi nên hiểu nghĩa là cực, chỉ có ra sức đến cùng cực thì mới đạt đến năng lẫn sở cùng mất, nhất tâm hiển lộ triệt để. Hạnh nếu chưa cùng cực, dẫu có quán niệm vẫn là có năng có sở, toàn là phàm tình dụng sự, toàn là tri kiến phân biệt, toàn là tri giải, sao có thể đạt được lợi ích chân thật. Chỉ dùng sức đến cùng cực thì tình kiến năng sở mới tiêu diệt, chân tâm vốn có mới hiển hiện. Vì thế xưa kia có người đầu như gỗ khô, về sau đạo phong của vị ấy chối lòi cổ kim. Lợi ích đều chỉ ở một chữ cực mà thôi. Trích Ấn Quang Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Nguyễn Một, thư trả lời cư sĩ Phạm Cổ Nông. Chú thích: hạnh khởi giải tuyệt do thấu hiểu giải bèn tu tập hành. Hạnh khởi giải tuyệt có nghĩa là do đã thấu hiểu đến tột cùng, thâm nhập nghĩa lý, chỉ nhất tâm nhất ý tu tập nhằm thâm nhập chứng ngộ sự hiểu biết ấy, không còn nghi hoặc, không còn thấy có đối đãi. Giải và hạnh hợp nhất, hạnh nhằm hiển lộ giải, giải soi đường cho hạnh. Nguyên văn mọc đầu nhân là một thành ngữ chỉ những người ngu độn, ương bướng. Số 2, trích đoạn trong sách Thọ Khang Bảo Giám. Trước nay chốn tình dục phóng túng, dẫn dắt dâm tà, không chia hơn nơi thành thị, tụ tập tán gẫu không gì chẳng bàn đến chuyện gái gú, vầy đoàn la cà phố hoa ngõ liễu, nếu có nữ nhân vô ý liếc mắt liền bảo họ đa tình, giữa đường gặp gỡ liền khoe là kỳ ngộ, coi trộm ngọc cắp hương là chuyện vui thú, xem bại hoại luân thường tổn thương phong hóa như chuyện bình thường, sách động thành phong trào chẳng hề mảy may kiên dè, chẳng biết tâm vô nhị dụng,
mê man say hoa đắm liễu, ắt phế bỏ chuyện kiếm sống. Do vậy kẻ kinh doanh vốn liếng dần dần tiêu tán, kẻ làm công cho người khác khó giữ mãi kế sinh nhai. Đã thế cái nhân ác ngày càng chất chứa tội lỗi oan nghiệt, ngày càng thêm sâu dày. Hậu quả rõ rệt là nhà cửa suy sụp, phá sạch tài sản, uổng công nhọc nhằn bươn chải nơi phố thị. Hậu quả ngấm ngầm là bớt lộc, giảm thọ, mất sạch vinh hoa sẵn có trong mạng. Hệ lụy lớn thì là cha mẹ không nhờ cậy được, gan đau ruột nứt. Nhỏ thì thân bại, danh liệt, lưu lạc, đáng than thở thay. Thậm chí chuyện gian dâm bại lộ, gặp phải kẻ hung tàn, cái thân bảy thước trong khoảnh khắc làm quỷ dưới ngọn đao. Hiềm rằng tai họa do dâm dật đã rành rành, hễ nói động đến bèn có kẻ chê bai, nói chuyện viễn vông, cam tâm dấn thân vào phường bại hoại. Số 3, trước mặt lũ hậu sanh trẻ dài, người đời ưa nói chuyện dâm ô, coi đó là chuyện vui cười. Nào biết lũ chúng nó non trẻ chẳng hiểu biết, không biết lẽ lợi hại, nghe những chuyện ấy dục niệm bừng bừng. Do vậy phá hỏng tấm thân thiên chân chưa phát triển trọn vẹn, khô kiệt tủy chưa tròn đầy, đến nỗi yếu đuối thành bệnh, thậm chí chết non họa hoạn suốt đời. Đúng là do kẻ chung quanh cổ vũ mà nên nổi. Ôi, chẳng thể dùng lời lẽ chánh đáng để uống nắng, răng nhắc bọn thiếu niên thì đã chẳng phải là bạn tốt, lại còn hùa theo chỉ vẽ bọn chúng theo hướng dâm tà, địa ngục kéo lưỡi chính vì bọn người ấy mà kiến lập. Trích những lời Thánh Hiền dạy 10 điều ngăn chặn tà dâm. Một là tâm địa thanh tịnh, hai là giữ quy củ, ba là kính thiên thần, bốn là dưỡng tinh thần, năm là mắt chớ nhìn, sáu là chớ nói chuyện xấu xa, bảy là đốt dâm thư, tám là giảm bớt chuyện phòng the, chín là đừng dậy trễ, mười là khuyên răn kẻ khác cùng kiên giữ. Đọc dâm thư có 5 điều hại. Một, trở ngại nghề nghiệp chánh đáng là điều hại thứ nhất. Hai, hao tổn tinh thần là điều hại thứ hai. Ba, loạn tâm trí là điều hại thứ ba. Bốn, hoặc bạn bè mượn xem, ắt hại bạn bè, đó là điều hại thứ tư. Năm, hoặc con cháu lén xem, sẽ hại con cháu, đó là điều hại thứ năm. Nam tử 16 tuổi đã có tinh khí, cổ nhân quy định ắt phải sau 30 tuổi mới cưới vợ. Đấy là nhằm giữ cho gân cốt cứng cỏi, giữ gìn nguyên khí. Hơn nữa, huyết khí phần nào đã định cũng chẳng đến nỗi như bọn thiếu niên tự hao tổn vậy. Lũ trẻ gần đây kết hôn quá sớm, gân cốt chưa vững vàng, nguyên thần hao tán, kẻ chưa lập gia đình mà trước hết đã trừ bỏ căn bản này. Đứa đã cưới vợ rồi, càng ra sức đẳng chặt mầm móng, chẳng đầy mấy năm, tinh huyết tiêu vong, eo uột, chẳng thể phấn chấn nổi. Tuy vẫn mang hình hài con người, đã hoàn toàn ghi tên trong sổ quỷ. Do vậy, con em bất tài, cũng là vì cha anh chẳng dạy. Nay vì họ lập ra 3 nguyên tắc lớn chính là: một, siêng năng làm việc để cái tâm bận biểu; hai, nam nữ cách biệt hòng ngăn ngừa hỏa hoạn; ba, giao du thận trọng để chấm dứt chuyện bị bạn bè xấu dụ dỗ mê hoặc. Như thế thì trong ngoài đều cùng tu, đức nghiệp mỗi ngày mỗi tiếng, trách nhiệm của cha anh cũng trọn vẹn. Muốn kiêng hạnh dâm ô, ắt phải bắt đầu bằng kiêng ngừa dâm niệm. Hãy dâm niệm dấy lên, ắt dâm hạnh sẽ thuận theo. Như vậy dùng điều gì để khống chế? Chính là đừng thân cận bạn tà, đừng vào chốn tà vậy, đừng đọc sách dâm tà, đừng nghe lời tà vậy. Bởi lẽ hãy thân cận bạn tà, ắt bạn tốt ngày một lơ là,
tự nhiên sẽ tiêm nhiễm những lời dẫn dụ làm vậy, dần dần trở thành kẻ hạ lưu, phóng túng hoang đàn, không chuyện gì chẳng làm, hễ vào chốn tà vậy khó giữ chánh niệm, tự nhiên tâm háo hức chẳng giữ vững được, phóng túng khoảnh khắc, hối hận suốt đời. Nói nghĩ đến đây chẳng đáng răng dè ư. Con người đối với tiền tài, dẫu là mối lợi nhỏ nhặt vẫn so đo tính toán, trầm kế để tranh giành, đã cân nhắc thâu nhập để quyết định chi tiêu, vẫn sợ thiếu hụt. Có kẻ nào ăn xài phung phí chẳng biết chừng mực, sẽ bị mọi người chỉ trích là đứa phá của. Ôi, tiền bạc là thứ có được từ bên ngoài, vẫn trân trọng dường ấy, còn như tinh dịch đáng quý, chẳng được đặc biệt coi trọng như tiền tài. Sự tàn hại của dâm dục chẳng hề nhỏ nhoi, tiền của đã hết ắt nghèo túng, tình đã hết ắt chết tươi. Thế mà cứ mặc lòng phóng túng dâm dục, chẳng biết tiếc nuối mảy may. Một mai tình cạn tủy khô, nước cạn lửa hừng, thuốc thang vô hiệu, hối hận thì đã muộn mất rồi. Ông Tô Đông Pha nói, chuyện gây tổn thương sanh mạng chẳng phải chỉ có một, nhưng kẻ hiếu sắc ắt phải chết. Thân con người dùng thần để chế ngự khí, khí hóa thành tinh, tinh thần sung mãn tròn đầy, thân thể cường tráng đủ sức làm chuyện lớn lao. Nếu dâm dục vô độ, ắt tinh cạn khí hao, thần chẳng thể duy trì được, sẽ thành bệnh tật chết sớm. Hiểu nguyên do này, há chẳng thận trọng ư? Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi trích ra những điều Tổ sư Ấn Quang khai thị trong văn sao chánh biên. Như chúng tôi nói đến là hạnh khởi giải tuyệt, bốn chữ này hay. Hạnh khởi giải tuyệt, mình học Phật Pháp, mình đọc Phật Pháp, mình nghe Phật Pháp, nghe văn sao là mình phải có tư duy trong đó. Mà đọc giống như cưỡi ngựa xem đèn qua rồi mình không nhớ được thì nước đổ đầu dịch, nước đổ lá môn không ăn thua. Đọc phải tư duy, văn huệ rồi tư huệ, văn tư tu, hạnh khởi giải tuyệt, bốn chữ này hay. Mà trước khi nói bốn điều này thì quý vị thấy trong Thọ Khang Bảo Giám đúng là một loại sách công thần đột phá nghiệp tình dục tình dâm số 1. Tuyệt, ấn tỏ nó, cuốn sách này coi như là Ngài nói không phải chế vào đâu. Khi mà mình nghe những điều nãy giờ Thầy Minh đọc, mà cái giọng của Thầy trong trẻo, mà cái giọng đọc nó liền lạc, mà nó ấm, nó hay, mà đi vào lòng mình, rồi mình tự đọc, rồi mình nghe, thì trong cái não của mình, trong cái tâm của mình nó nhận diện được cái chất liệu này, nó nhận được cái pháp bảo này. Rồi khi mà mình ra mình dỡ lỡ khởi niệm lên thì bắt đầu cái chất liệu này nó xuất hiện lên, cái pháp bảo này xuất hiện lên, cái công đức này nè nó xuất hiện lên, thì mình trở thành một người quân tử, là một người Phật tử, bởi vì mình kiềm chế được nó. Nếu mình kiềm chế không được nó thì đây là kẻ tiểu nhân, thấy muốn lợi này mà cái lợi này trong lợi có hại, hại không thể tưởng tượng. Mà là người Phật tử chỉ nhân danh. Thì quý vị nghe rồi chúng tôi đồ thêm chút nữa, quý vị thấy nó ý vị đúng không? Rất ý vị. Cha mẹ không nói, thầy tổ không nói. Cha mẹ khi mà con cái mới 15, 17 tuổi, 20 tuổi, cha quen với bạn trai dắt đi chơi, đi chỗ này, chỗ nọ, đi tỉnh này, tỉnh nọ, đi đâu đó đi, chết rồi, giao chứng cho ác rồi, chết tươi nồng nọc, rồi mang thai, phá thai, rồi lúc đó rồi mới la chửi nó, rồi bắt đầu là mới nói nó. Nó chưa bị mà nói nó làm cái gì? Nó chuẩn bị bị và coi chừng nó bị và nó sẽ bị. Nó không có giữ được, nó không có đọc những cái thiện thư này, nó không nghe những người răn nhắc, mà trong tâm nó có sẵn, rồi bên ngoài nhem thèm nó nữa thì làm sao nó thoát khỏi? Bậc thượng căn thượng trí mà nó không răn dè còn phạm, mà phạm tới phạm lui á, không phải đơn giản đâu. Đó
vài chục lần thọ khang bảo giám. Đọc mà cái thần mình nó yếu, đọc một cái lơ mơ, đọc không nổi, ngủ. Kiểu đó là coi như thua rồi đó, coi như thua. Đọc tiếp nhận lời thánh hiền, đọc không nổi. Chú Đức này ở Hà Nội vô, mỗi buổi sáng đọc 3 tiếng. Nhưng mà cái cách mình đọc là mình không phải là chỉ đọc không, mà mình phải nghe, nó thay đổi nhau. Tổ quan nó không giữ một cách mà có thể thành đạt được. Nghe, đọc, tư duy, rồi truyền đạt, hạnh khởi giải tuyệt. Muốn cho cái công hạnh, công phu của mình nó vững chãi á, thì đòi hỏi cái giải này mình phải thấu triệt. Muốn thấu triệt nó thì nó qua nhiều cái phương hướng. Một là coi, đọc. Mà đọc nó tạo tâm lực tốt lắm. Bởi vì miệng mình không nói, đọc không ra hơi đúng không? Không ra tiếng. Mắt mình dán vào trong đó, cái thần mình định ở trên cái lời của Thánh Hiền. Tâm của mình đang đọc, thần của mình đang đọc, mắt của mình đang đọc, miệng mình không nói chuyện. Cái người đọc sách là cái người này có tinh thần mạnh nhất. Đang mệt mỏi đôi vậy không? Mình nghĩ vậy một chút xíu xong rồi mình đọc sách. Đọc sách thì cái cách đọc để cho nó khỏe thì buộc là phải có hơi thở. Vừa đọc, tâm mình đọc sách, mắt mình dán vô sách, mũi mình bắt đầu hít thở bằng mũi, thở bằng mũi ra. Vừa tạo cái tinh thần do an trụ trong nơi cái sách Thánh Hiền, tinh thần an ổn, mà vừa là tạo cho cái khí lực nó tốt là hít vô. Mới bắt đầu hít ít thôi, hít cạn thôi, nhưng mà cái định của mình đọc sâu rồi bắt đầu mình hít sâu vô. Vừa đọc vừa hít, vừa đọc vừa hít. Không quen cái tự nhiên mất hơi thở liền. Không quen tinh thần nó yếu, nó không thể làm hai cái được. Nó làm cái chuyện đó là đọc à. Nhưng mà cái tinh thần hoặc mình tập nó quen là mà vừa đọc vừa hít thở được. Thì khí lực và tinh thần nó đầy đủ thì đọc không mỏi mệt, không mỏi mệt. Coi như lúc trước thầy Tánh là giao cho thầy ba bộ văn sao chánh, biên tam, biên tục, biên bảo thân, tiến dục, giáo dục gia đình. Thầy đọc một leo, 5-7 tuần gì đó hết sạch. Và kiểm tra lỗi chính tả xong bắt đầu đọc ra thành sách nói luôn nữa. Thầy dùng cái cách này đó, vừa đọc vừa hít thở. Thầy nói tinh thần thì không đủ để đọc, do vọng tưởng hoặc ngủ quá cỡ cho nên nó bạc nhược. Rồi khí lực không đủ nên thầy hỏi làm sao đọc sách được. Mà không đọc sách thì mình không thể nào gọi là giải tuyệt được, không thể nào mà hiểu được cái giáo lý sâu sắc được. Mà không hiểu thì không thể hành được. Hành khởi giải tuyệt. Nếu mà có thực hành mà không có hiểu được thì như người tu mù đi xa hầm sụp hố, sụp hoài. Còn nếu mà giải tuyệt rồi mà không thực hành thì giống như cái tủ đựng sách, nó làm gì được hết. Giống như là mình biết được cái tá dược của cái loại thuốc đó nhưng mà không uống thì cũng không hết bệnh. Ấn Tổ hay nói điều này. Mà hầu như bây giờ là chỉ học đọc sách thuốc thôi, đọc học giáo lý chơi vậy thôi, rồi để nó ăn nói cho lẹ mồm lẹ miệng, coi như là ta đây là một tay thông gia thôi. Chứ mà kêu hành trì không hành trì. Thứ nhất là họ không thấy cái lợi ích của hành trì, họ không thấy được cái lợi ích của cái pháp vị khi mà tu một cái thời công phu. Không thấy cái pháp vị đó, không thấy cái lợi ích đó. Ăn ngủ đi chơi nói khào khào sướng hơn. Đúng không? Đấy. Không thấy cái lợi ích đó. Mà con người, cái bản chất con người mà không lợi ích là không làm. Mà thấy lợi ích là nó lao vô liền. Buôn bán có đất phải không? Buôn bán đất có tiền không? Rồi làm những cái gì có lợi ích, lao hết cỡ vô trong đó luôn. Lao một thời gian mệt rồi bắt đầu chán. Chán ngưng lại chút là lao vô nữa. Nó cứ vậy, nó giật giờ riết con người mình như con mắm luôn. Thể xác thì ốm oi, coi như là héo mòn. Rồi tinh thần thì bạc nhược. Rồi lúc đó nó bực bội lên, nó khó chịu lên. Rồi gia đình nó lộn xộn, rồi tan rã. Tiền của cũng mất. Rồi hạnh phúc gia đình cũng tiêu tan, sự nghiệp của cải cũng mất. Từ nơi cái lụng bại tinh thần mà ra, do làm việc quá cỡ, ham tài ham sắc. Ấn Tổ nó chỉ có hai cái thuận nghịch và tài sắc nó giết, không có gì hơn đâu. Không có gì hơn á. Danh cũng có nhưng mà họ cái nhiều lúc họ bắt không kịp. Và họ không có đủ khả năng, cơ hội cho người đẩy xích lô làm sao mà đi làm những cái việc lớn. Thấy không? Chủ tịch, phó chủ tịch, nhìn lúc danh nó bị, con người nó bị hạn chế. Nhưng mà tài với sắc là cơ hội nó để tiến vô nhanh nhất. Thằng ăn xin nó cũng phải nghĩ đến tiền mà. Nó không nghĩ đến cái chuyện làm chủ tịch tỉnh đâu, mới nghĩ tiền. Ghê không? Cho nên người nói hai cái này để giết không? Cho nên cái cách để mà mình đọc sách, để không mệt mỏi, thì biết cách đọc thời gian nửa tiếng, 40 phút, 30 phút.
theo hơi thở mình đọc. Đọc rồi bắt đầu mình mở ra nghe. Như bản thân chúng tôi là thường nghe là lúc ăn cơm nghe, thì tánh đọc văn sao. Nghe cũng có cái thú của nó, rất thú. Mà nhiều người người ta nghe quá đi, người ta chỉ nghe thôi thì có nhiều lúc là họ nghe không vô nữa, là họ chán, không biết con đường nào hết. Thì phải chuyển sang cái cách đọc. Vừa rồi thầy Kiến lại nói, trời, cái cuốn sách điện tử mà coi như là sư phụ phổ biến mà chú Đức chú cúng dường, rồi có một cô Phật tử của cũng cúng dường 20 cuốn nữa, mà thầy xưa nay là không bao giờ đọc sách. Thầy Kiến chỉ nghe thôi, nghe thành thói quen luôn, mà nghe riết cái não mình đâu phải nó cứ chịu âm thanh dội vô hoài cho nó đâu, không thế nào nó chấp nhận gì được đâu, ép nó thôi rồi cũng chán à. Vậy mà thầy chuyển qua thầy đọc, trời ơi nó sung sướng. Ở đây nhắc đó, thầy đọc thầy thích như vậy, mà thầy đọc hoài thầy không nghe thời gian nó cũng chán. Đọc cho coi, con người mình là bản chất chán, chán tức là thói chuyển, thói chuyển liên liên, cho nên phải đổi nó qua vừa đọc nè, vừa nghe nè, rồi vừa truyền khẩu nè, rồi vừa suy tư nè. Truyền khẩu giống như là mình gặp bạn bè mình nói, mình giới thiệu, rồi chúng tôi đây gọi là truyền khẩu nè, làm đủ kiểu nếu như vậy, rồi bắt đầu mình hành trì nữa chứ. Mình hành trì nữa, thì trong cái cách mà để cho cái giải đó, để mà nó thành tựu được cái hành á, gọi là hạnh khởi được mà giải tuyệt á, thì nó qua cái chiều hướng là đọc nè, nghe nè, suy tư nè, truyền khẩu nè, rồi bắt đầu mình hành trì, thì nó mới thích thú. Để mấy người dạy học là họ học văn toán sử địa lý, họ lý hóa xong rồi họ dạy, họ dạy mà mục đích họ kiếm tiền, họ có cái niềm vui trong cái sự việc họ dạy học đó, đúng không? Thì mình cũng vậy, cái niềm vui mà truyền đạt là cái niềm vui lợi tha cực kỳ quan trọng. Chúng tôi nhớ lúc trước là phải nói là nó nghèo, trong mạng không có tiền, 2000 đến 2007 là không gạo để nấu mà. Chúng tôi hay nói không có bình ga, lúc đó bắt đầu đề khởi lên truyền bá. Cũng thực sự là nhớ cái ơn của Hòa Thượng Tịnh Không, bắt đầu truyền bá, giảng liên tục, chủ nhật nào cũng giảng, làm băng đĩa, làm đủ kiểu để phổ biến. Mà đúng thiệt, pháp thí thắng mọi thí. Nó vừa là có cái trí tuệ do mình đem Phật pháp cho người khác, nó vừa có cái tiền tài trong đó là do mình đem cái tiền để mà mình làm phổ biến. Nhớ lúc trước ở Đại Tùng Lâm mà mang xuống 10.000 đĩa, 20-30.000 đĩa, cả xe tải chở xuống để cúng dường, băng kinh sách đĩa để tiền ra làm. Thì khi mình phát tâm, mình bỏ tiền ra là trong mạng mình có tài, đúng không? Rồi đem lại cái sách thánh hiền cho người ta đọc, người ta ngộ, người ta hiểu, người ta tu, thì phải là sanh trên trí tuệ không? Có. Rồi người ta không còn có sợ hãi, người ta không còn bất an nữa, là có phải là công đức vô ý không? Đúng. Một cái chuyện bố thí pháp mà nó có tài thí, pháp thí và vô ý thí trong đó luôn. Nó tùy cái gì? 3 trong 1 đấy. 3 trong 1. Cho nên chúng tôi hình thành cái sự nghiệp là từ in tượng Phật, in kinh sách, rao giảng pháp môn Tịnh Độ. Rồi từ nơi cái chuyện mà phóng sanh để là mình nuôi dưỡng lòng từ, rồi cái chuyện nuôi các cụ, những cái việc này tưởng chừng là đơn giản, hầu như lúc trước chúng tôi là thấy đơn giản, nhưng mà bỏ tiền ra nuôi các cụ, tài thí, nói pháp cho các cụ nghe để mà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng là pháp thí, là vô ý thí. Những cái việc làm này cực kỳ là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Cho nên chúng tôi thường hay nói chơi chơi, mà đủ duyên cũng thiệt chứ không phải chơi. Làm nhà dưỡng lão 5 sao cho các cụ hưởng. Bây giờ các cụ già gặp nhiều cái chướng ngại gia đình mà khổ quá rồi, thôi cho họ hưởng. Làm cái phòng trợ niệm 5 sao, đặt tiêu chuẩn cho họ vô đó để giúp họ đi vãng sanh. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi còn nhiều điều muốn nói. Tuy nhiên thời gian đã hết, và ngày mai có một gia đình Phật tử họ cúng dường trai tăng, thì còn 9:30 phóng sanh và 10:00 họ tắt bạch xong rồi chúng tôi có một buổi giảng. Bây giờ để chúng ta hồi hướng xong rồi ra phóng sanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Niệm Phật phóng sanh phước huệ viên mãn, hồi hướng Tây Phương sen vàng thượng phẩm. Mau mau ta cùng nhau phóng sanh, nên hạn chế sát sanh, tha nên ăn chay.
ngày là đã phóng sanh được một ngày, thế giới chạy trường là thế giới được bình an, bao tai ách được tiêu trừ sẽ tan biến trong vô hình, sức khỏe trường thọ dài lâu. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlườngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792 344 948, 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: số 1 tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2 tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 1111747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3 tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng, Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561 370 747474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.